Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách chỉnh giờ em đồng hồ này nha. Thì đầu tiên đó, chúng ta bấm nút mod. Các bạn bấm đến khi nào mà thấy phần dây này nhấp nháy thì chúng ta mới bắt đầu chỉnh giờ nha. Cái tiếp nữa chúng ta bấm nút start để chuyển qua giờ và bấm nút này để tăng dần cái giờ lên. Thì giờ của mình có chế độ 24 giờ hoặc là 12 á. Giống như hiện tại mình đang ở chế độ 24 giờ thì các bạn phân biệt bằng chữ H nha. Các bạn muốn có chế độ AM thì các bạn có thể cứ bấm tăng như thế này thì sẽ chuyển qua chế độ AM nha. Giờ cái tiếp này chúng ta chỉnh phút. Chúng ta không bấm nút start để chuyển qua phút và bấm nút chỉnh để tăng cái phút lên. Các bạn có thể giữ cái nút này để nhanh hơn. Rồi cái tiếp nữa chúng ta chỉnh ngày tháng thì cũng tương tự như vậy. Qua tháng và bấm nút adjust để tăng cái tháng lên. Rồi cái tiếp nữa chúng ta chuyển qua ngày, cũng bấm nút start để chuyển qua ngày và bấm nút adjust để tăng cái ngày lên. Rồi cái tiếp nữa chuyển qua thứ, cũng bấm nút bên đây để chuyển qua thứ và bấm nút này để tăng cái thứ lên. Rồi